Nám là một vấn đề không chỉ khiến cho làn da mất đi vẻ đẹp tự nhiên mà còn gây nên sự thiếu tự tin cho nhiều chị em. Mặc dù không thể nào loại bỏ nám hoàn toàn, nhưng mình có thể điều trị mờ nám, hỗ trợ làn da sáng hơn bằng cách là chúng ta hãy hiểu rõ 5 điều quan trọng khi trị nám dưới đây nhé. Chào mừng bạn đến với kênh của mình. Có rất nhiều bạn lần đầu tiên đến với kênh. Xin giới thiệu, mình là bác sĩ Mã Phượng, bác sĩ da liễu, với mong muốn chia sẻ những kiến thức giúp chị em có một làn da khỏe đẹp hơn. Bác sĩ chia sẻ rất nhiều video trên kênh này. Hãy đăng ký kênh để chúng ta có làn da khỏe đẹp mỗi ngày nhé. Bạn nào cần tư vấn và đồng hành, có thể nhắn tin cho bác sĩ qua fanpage bác sĩ Mã Phượng. Bác sĩ luôn sẵn lòng giúp đỡ bạn. Muốn trị nám thành công thì chị em mình cần phải nắm rõ 5 điều này. Điều đầu tiên là nám không thể nào hết hoàn toàn 100% và rất dễ tái phát. Khi trị nám mà mờ được 70-80% là rất thành công rồi. Thế nên chị em nào mà nghe người ta quảng cáo hay giới thiệu về việc loại bỏ nám tận gốc, trị nám cam kết khỏi 100% thì tuyệt đối là chúng ta đừng tin nhé. Bởi vì có rất nhiều nguyên nhân hình thành nám, như là sự thay đổi hormone trong thai kỳ, hoặc là các bạn sử dụng thuốc tránh thai, cũng như là giai đoạn tiền mãn kinh có thể dẫn đến sự gia tăng sản xuất sắc tố melanin khiến cho nám hình thành nhiều hơn. Bên cạnh đó thì chị em nào mà phải làm việc ở môi trường bên ngoài và không bảo vệ da kỹ cũng sẽ khiến da chịu tác động bởi tia UV và làm cho nám xuất hiện nhiều hơn. Những lúc chị em mình căng thẳng stress, mất ngủ cũng khiến cho nám xuất hiện. Chúng ta không thể nào kiểm soát được hết tất cả những nguyên nhân gây nám, nên việc trị nám khỏi 100% là điều không thể. Điều thứ hai các chị em cần phải nhớ đó chính là chống nắng rất quan trọng, là tiên quyết trong điều trị nám. Tia UV là nguyên nhân hàng đầu khiến cho da của chúng ta bị nám. Có hai loại tia chính là UVA và UVB. Trong đó thì tia UVB có năng lượng mạnh và tác động lên da của chúng ta rất nhiều khi chúng ta ở ngoài trời. Nếu như da của chúng ta chịu tác động của tia UVB này thì sẽ khiến các tế bào tăng cường sản sinh sắc tố đen melanin càng nhiều để bảo vệ cơ thể, từ đó sẽ hình thành nám ở trên da. Và đây là một cơ chế bảo vệ tự nhiên của cơ thể, nó không phải là xấu. Tuy nhiên, nếu như mà melanin này được tổng hợp nhiều và hình thành nám thì nó lại rất ảnh hưởng đến thẩm mỹ. Bên cạnh đó, theo những nghiên cứu cho thấy, tia UVA còn lại cũng sẽ dễ dàng xuyên qua cửa kính, cửa sổ, thậm chí là quần áo mỏng, và tia này nó sẽ đi xuyên sâu hơn, phá hủy sự liên kết collagen và elastin, từ đó thì da của chúng ta nhanh chóng bị lão hóa, nếp nhăn xuất hiện nhiều hơn. Vì vậy, việc chống nắng khi trị nám rất là quan trọng. Nếu không chống nắng tốt thì da lại càng xuất hiện nhiều nám và nám cũng không thể nào mờ đi. Dù mình có bỏ ra rất nhiều tiền để sử dụng các sản phẩm và dịch vụ đắt tiền trị nám, nhưng nếu như không chống nắng thì sẽ vừa tốn tiền vừa tốn thời gian mà không hiệu quả. Chị em mình hãy bôi kem chống nắng trước khi ra ngoài khoảng 15 đến 20 phút. Mỗi lần bôi sẽ khoảng 2 đốt ngón tay và chị em nên dặm lại sau 2 đến 3 tiếng. Ngoài ra chúng ta hãy kết hợp thêm khẩu trang, mũ, kính và áo chống nắng để có thể bảo vệ da của mình được tối ưu nhất. Điều thứ năm là chị em mình cần tránh xa và tuyệt đối không sử dụng những cái sản phẩm không rõ nguồn gốc. Các sản phẩm này thường chứa chất gây kích ứng da như các hóa chất không an toàn gây bào mòn, làm cho da của mình bị yếu đi và nhạy cảm hơn. Và khi hàng rào bảo vệ da của chúng ta bị suy yếu như vậy mà chúng ta lại còn tiếp xúc với tia UV nhiều thì da của chúng ta lại tăng cường sản xuất melanin, làm cho nám lại hình thành nhiều và đậm hơn. Để có thể đảm bảo là mua được sản phẩm chất lượng thì chị em mình nên lựa chọn những nhãn hàng uy tín và tìm kiếm sự tư vấn của những chuyên gia và bác sĩ da liễu để có thể yên tâm sử dụng. Điều thứ tư, thuốc bôi chính là lựa chọn đầu tay trong trị nám chứ không phải những máy móc công nghệ cao. Việc sử dụng máy móc công nghệ cao chỉ là hỗ trợ thêm cho quá trình trị nám thôi, chứ không phải là lựa chọn đầu tay. Và phác đồ trị nám đầu tiên cần được dùng đó chính là thuốc bôi 3 thành phần chứa tretinoin, hydroquinone và corticoid mức độ trung bình, hoặc những hoạt chất trị nám an toàn khác như là arbutin, tranexamic acid, thiamidol cũng sẽ giúp ức chế tổng hợp sắc tố đen melanin trên da, từ đó hỗ trợ mờ nám sáng da hiệu quả. Thêm vào đó thì sử dụng thuốc bôi cũng là một cách tiết kiệm chi phí hơn so với việc chúng ta sử dụng máy móc công nghệ cao. Điều này không chỉ giúp chị em duy trì một kế hoạch điều trị hiệu quả hơn mà còn giảm bớt áp lực về tài chính. Điều thứ năm chính là trị nám, chị em mình cần phải kiên trì.
Sau điều trị tấn công thì chúng ta cần phải chăm sóc nám đúng cách để nám không bị tái phát và đậm lên. Nám có thể đậm và tái phát trở lại nếu chúng ta không chăm sóc da đúng cách. Chị em có thể chăm sóc da bằng cách là thêm những cái sản phẩm sáng da để mình bôi duy trì hàng ngày như là Chamizamic Acid, Thiamidol kết hợp cùng các sản phẩm chống oxy hóa vào chu trình chăm sóc da như là niacinamide, vitamin C, retinol. Và nhớ là chúng ta cần phải giữ ẩm và chống nắng thật kỹ chị em nhé. Ngoài việc chăm sóc da thì chế độ sinh hoạt cũng sẽ quyết định nám có xuất hiện ở trên da chúng ta nữa hay không. Bởi vậy chế độ ăn khoa học, ít đường, ít muối, ít chất béo và hạn chế đồ cay nóng, đi ngủ đúng giờ cũng sẽ đảm bảo nám không tái phát lại. Hy vọng rằng video này sẽ giúp chị em mình biết thêm nhiều kiến thức để trị nám hiệu quả. Chúc chị em trị nám thành công. Đừng quên là bấm vào nút đăng ký kênh để nhận thêm nhiều kiến thức bổ ích từ bác sĩ nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.